Nếu quý anh chị đang cần tìm một chiếc xe ô tô để sử dụng gia đình, phục vụ công việc được tốt hơn với tiêu chí là thiết kế đẹp, nhỏ gọn, sử dụng bền và tầm tiền hợp lý thì có thể qua bên em để xem ngay chiếc xe này anh chị nha. Đây là Toyota Yaris phiên bản G 2018 mang nước sơn màu trắng. Yaris là nhập khẩu Thái Lan anh chị nha, nên sử dụng rất là bền luôn. Xe tên tư nhân một chủ và mới chạy có 31.000 km thôi. Xe mang biển số Đồng Nai và số cũng rất đẹp ạ, số rất là dễ nhớ luôn, xem một lần là nhớ liền ạ. Xe này thì cũng có dán phim cách nhiệt và lắp camera hành trình rồi anh chị nha, nên chúng ta lấy xe này về thì cũng không cần làm thêm nữa cả. Về option của xe thì cũng khá là nhiều, bản G là bản cao nhất rồi, trang bị cũng đầy đủ. Chúng ta có ghế da, có điều hòa tự động, màn hình cam lùi, cảm biến lùi, 7 túi khí an toàn, cân bằng điện tử. Và vô lăng thì cũng có bọc da và tích hợp luôn điều khiển media. Lớp dự phòng xe này thì cũng có lăng rồi ạ. Lớp heo xe thì vẫn còn, xe này mới chạy 31.000 thôi. Nên lớp heo xe vẫn còn rất là mới anh chị nha. Đây là bên phần vô lăng xe, quay cận cảnh luôn, còn rất đẹp anh chị nha, mới chạy 31.000 thôi. Cái lái vẫn còn rất là đẹp. Xe trang bị đến 7 túi khí an toàn. Để em quay khoang máy luôn cho các chị cùng xem. Capo là chưa mở anh chị nha, tem còn đầy đủ. Đây là em quay động cơ đây. Nắp máy vẫn zin, keo vẫn còn anh chị nha. Đây là ốc chân máy đây ạ. Thì tất cả các xe bên em bán ra đều cam kết với khách hàng là không đâm đụng, không thủy kích, động cơ hộp số nguyên zin, không tua đồng hồ km ạ. Em vừa giới thiệu đến các anh chị chiếc Yaris 2018 phiên bản G chạy 31.000, tầm giá chưa đến 5 đồng. Nếu mà anh chị quan tâm liên hệ em ạ, em xin cảm ơn ạ.